I love my ass and my abs in the video for promiscuous. Ừ, tại sao anh không giúp thằng bé hả? Anh đứng sát bên cạnh mà. Vậy tức là ngay từ đầu Shinichi Kudo đã không có tên trong danh sách của cô. Phải phải. Đúng vậy, nhưng do cậu ta quá nổi tiếng nên tôi đành mượn tên cậu ta để có thể mời được hai người bạn tới đây. Cô ta đúng là một tay thiện xạ, chỉ ngắm bắn qua gương chiếu hậu mà cũng trúng thùng xăng. Nhờ cậu mà mình phải càng cố gắng, bởi vì mình không thể nào để mất cậu ấy được, nhất định không được. Tôi là Heiji Hattori, một thám tử trung học, phải nói là khá nổi tiếng của vùng Kansai. Còn các vụ án tôi đã phá được thì 1, 2, 3, đến giờ cũng có hơn 1.000 vụ rồi, cho nên là cũng khó mà đếm hết được. Lên đi Kudo, nếu ở trên không còn sẽ không cần hai chân đâu. Hiểu rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kỳ người nào không biết trân trọng để cái cơ hội chỉ đánh mất hoàn toàn thì mãi mãi họ cũng sẽ không bao giờ có lại cơ hội đó. Bọn con gái này đúng là khó hiểu quá.